Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Terry. Hôm nay chúng ta cùng khám phá thế giới của các trợ lý AI hiện đại. Không biết bạn có đang phân vân về việc nên dùng trợ lý AI nào cho công việc của mình? Cùng Terry điểm nhanh sự khác biệt giữa ChatGPT, Gemini và Copilot nhé. Một, ChatGPT. Khi bạn cần viết blog, thơ, kịch bản hay giải thích ý tưởng, sáng tạo nội dung hay coding, ChatGPT là cây bút lý tưởng cho bạn. 2. Gemini. Cần tóm tắt thông tin nhanh và chính xác và các vấn đề nghiên cứu, Gemini thám tử thông tin đa phương tiện. 3. Copilot. Làm báo cáo, lập bản, viết slide, tăng năng suất trong office và coding. Copilot là cánh tay phải trong môi trường Microsoft. Mình cùng phân loại công việc để lựa chọn AI phù hợp. Về việc viết nội dung, phân tích số liệu, viết kịch bản, dịch thuật, code thì Terry hay dùng ChatGPT. Tìm kiếm thông tin, tóm tắt Gmail, ra nhanh, hệ sinh thái của Google, mình chọn Gemini. Tự động hóa báo cáo Excel, viết email trong Word, slide, hệ sinh thái của Microsoft, code thì dùng Copilot. Thực tế là không có AI nào là tốt nhất, chỉ có AI phù hợp nhất với bạn. Bạn hay dùng AI nào? Xem chi tiết tại video này, mình để link dưới comment. Và đừng quên like, share, subscribe kênh của Terry, khám phá thêm nhiều mẹo hay về AI nhân sự và áp dụng vào công việc của mình luôn nhé.